Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Tiếp theo là bản tin liên quan đến Công an Cộng sản Việt Nam gây áp lực với Facebook trong vụ Đồng Tâm. Thưa quý vị, vào ngày 12 tháng Giêng 2020, Facebook của nhà báo Phạm Đoan Trang loan tin để bịt miệng dư luận trong cuộc tấn công đánh úp vào xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào rạng sáng ngày 9 tháng Giêng vừa qua, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã liên tục gọi điện, nhắn tin, gửi thư, gửi công văn cho Facebook để yêu cầu phía Facebook phải gỡ các nội dung liên quan đến vụ Đồng Tâm. Ngoài ra, trong vụ Đồng Tâm thì nhà cầm quyền đã huy động một lực lượng dư luận viên đông chưa từng thấy để thực hiện hai nhiệm vụ là chửi rủa các ý kiến bênh vực người dân Đồng Tâm và báo cáo vi phạm của các Facebooker này để phía Facebook xóa bỏ các hình ảnh, bài viết đánh sập trang cá nhân của họ. Trước sức ép của Cộng sản Việt Nam, lần này phía Facebook đã tỏ ra không thỏa hiệp với nhà cầm quyền độc tài như những lần khác. Dẫu vậy, Facebook vẫn chấp nhận một số yêu cầu của Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông Cộng sản trong một số trường hợp. Tuy nhiên, phía Facebook cũng đã đề nghị nhà cầm quyền Việt Nam phải để cho Facebook thực hiện công việc theo đúng tiến trình của họ. Một đại diện của Facebook nói với nhà báo Phạm Đoan Trang rằng, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã coi Facebook là kẻ thù tiềm năng. Bà Trang đưa ra cảnh báo sau khi gây sức ép với phía Facebook không thành công. Rất có thể nhà cầm quyền Việt Nam sẽ xúc tiến thông qua nghị định hướng dẫn thực thi luật an ninh mạng để cấm đoán hoạt động của Facebook tại Việt Nam nhằm trả thù tập đoàn này. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.